đọc truyện. Ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Tác giả: Thiên mệnh phản phái, tự truyện gốc là Ta. Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 1511 lại 100 khối tiên tinh. Nghe nói lúc đầu ở thần thành, cuối cùng chỉ có trường ca thiếu chủ và vị chủ nhân của ma sơn này sống sót. Còn những tồn tại cổ lão còn lại đều bỏ mạng. Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, có giống như trong lời đồn là hai người đều bị thương nặng hay không? Trưởng công chúa của đại du tiên triều du phi nhã cũng muốn nhìn thấu thân ảnh bên trong ma vân kia, mang theo vài phần hoài nghi. Thần thành cách bác hoang thập vực cũng không xa, cho dù là không gian phá toái rơi vào đường hầm không gian thì cũng không thể khiến Cố Trường Ca xuất hiện ở phụ cận giới Bi Hải. Lúc đó nghe được tin đồn này thì nàng liền hoài nghi, cũng không tin tưởng lắm. Nàng luôn có cảm giác giữa Cố Trường Ca và Hồng Y nữ ma đã đạt thành một loại nhận thức chung nào đó. Chủ nhân nhà ta muốn khối bất cường chi thạch này. Vào thời điểm mỗi người mang một nỗi lòng khác nhau, chỗ sương mù màu đen không ngừng lan tràn ra ở phía trước. Một đoàn người Ma Sơn dừng lại. Thanh Long lão đạo chỉ vào khối bất tường chi thạch, nhàn nhạt mở miệng nói. Bất tường chi thạch cũng không lớn, thậm chí chỉ lớn hơn một nắm tay một chút. Phủ đầy vết nứt, nhìn đen như mực. Có từng sợi từng sợi khói đen phun ra từ bên trong bao phủ hết nơi đây. Khối tường chi thạch từng cao hơn nửa người, nghe nói lúc bị Hoàng Tây tiên tổ lây ra từ Côn Sơn còn lớn hơn chỉ là trong những năm này lớp đá bên ngoài không ngừng rơi xuống khiến nó nhỏ đi. Cho nên bây giờ xem ra cũng chỉ lớn hơn một nắm tay một chút, yên tĩnh lơ lửng ở phía trước, tản ra khí tức khiến người khác sợ hãi. Vậy đạo hữu muốn lấy vật gì để đổi? Nghe nói như thế, đông đảo kẻ thành đạo ở đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sau đó nhanh chóng nhìn chầm chầm vào sâu bên trong ma vân, trầm giọng hỏi. Bất tường chi thạch đại biểu cho sự không may mắn, thậm chí bởi vì nó đã khiến hoàng tây thánh địa bị hủy diệt nhưng giá cả cũng không thấp nhưng năm này đặt ở bên trong côn ô thành hàng năm đều tốn rất nhiều nhân lực và vật lực để trấn áp tại nơi sâu nhất trong phường thị khối bất 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 tường chi thạch yên tĩnh nằm ở đó một vài luồng hào quang đang đang xen bao phủ lộ ra hắc sắc làm người ta sợ hãi thậm chí lúc này nó còn mang theo ô quang có thế tùy tiện loại bỏ giáo chủ đại giáo vù vù chém xuống từ khắp nơi trong hư không, khiến cho mọi người đều phải vô cùng cẩn thận. Ngươi cảm thấy cần dùng vật gì để đổi lấy khối thạch này? Thanh Long lão đạo nhàn nhạt mở miệng hỏi, trong mắt sáng rực như thần đèn, lộ ra thần mang. Khối bất 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 tường chi thạch này được vệ đạo huynh chạy khỏi Hoàng Tây Thánh Địa mang tới Côn Ô Thành, nhưng mà hắn cũng đã tọa hóa vào 80 triệu năm trước, bây giờ chúng ta cũng chỉ tìm được dấu vết của dòng giỏi hậu nhân hắn ở Tây Thắng Thiên hắn từng nói với bọn ta rằng nếu có người muốn khối bất 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 tường chi thạch này thì không chỉ phải chiếu cố hậu nhân của hắn mà còn phải đưa nó đến tàn tích ở hoàng tây thánh địa đế lễ bái tiền bối của hắn hơn nữa hắn cũng hứa hẹn rằng tất cả đồ vật dùng đế đổi lấy khối thạch này sẽ thuộc về chúng ta sau khi nhìn nhau trao đổi mấy vị kẻ thành đạo có mặt ở đây đều đồng loạt mở miệng đề cập đến sở vệ người năm đó lấy ra khối bất 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 tường chi thạch này rất nhiều người vẫn còn khá ấn tượng với người này, hắn đã từng là thiếu chủ của Hoàng Tây Thánh Địa. Nhưng mà sau khi nhìn thấy bất 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 tường chi thạch ở Hoàng Tây Thánh Địa thì hắn lại nổi cơn điên, cuối cùng tọa hóa trong ngọn núi nào đó. Nếu Ma Sơn Chi chủ muốn khối bất 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 tường chi thạch này vậy thì mời ngài đưa ra thành ý. Lão giả có bộ râu bạc trắng nhìn chầm chầm vào chỗ sâu trong ma vân, trầm giọng nói. Hắn biết khả năng cao hồng y nữ ma đang ngồi ngay ngắn trong đó chỉ là nàng chưa lộ diện mà thôi đưa ra thành ý thanh long lão đạo cười nhạt nói những thứ mà ngươi nói đều không thành vấn đề ta tin rằng chỉ cần chủ nhân phía sau ta nói một tiếng thì ở thượng giới bây giờ cũng sẽ không có ai dám làm khó dòng dõi hậu nhân của vệ đạo huynh các ngươi còn muốn cái gì thì cứ việc nói ra nghe đến lời này vẻ mặt mọi người hơi trì hoãn cảm giác hồng y nữ ma không hề hung ác ngập trời khó mà ở chung giống như trong đồn đại sau khi truyền âm thương nghị một hồi, lão giả có bộ râu bạc trắng ban nãy mới lên tiếng, đã như vậy, nếu có thể lấy ra 100 khối tiên tinh thì các người cứ việc mang khối bất tường chi thạch này đi. Vừa rồi lúc cắt khối tiên thai kia, Cố Trường Ca đã lấy ra 100 khối tiên tinh. Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ càng, bọn hắn cảm thấy mức độ thần bí của khối bất 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 tường chi thạch này không thua gì tiên thai nên chắc cũng có cái giá này, các giáo chủ đại giáo danh túc của thế hệ trước còn lại nghe được con số này thì cũng hơi biến sắc. Trường ca thiếu chủ có thể lấy ra được, ma sơn thì chưa chắc. không ít tuổi trẻ chí tôn liếc nhau, cảm thấy sau khi mấy vị tồn tại cổ lão nói ra lời này thì bầu không khí ở bên kia ma sơn hơi ngưng trệ lại. điều này khiến cho rất nhiều người âm thầm bất an, cảm thấy trong đám ma đầu này không có bất kỳ một ai dễ sống chung. cho dù là vị ma sơn chi chủ hồng y nữ ma kia thì sau khi xuất thế cũng đã chém giết rất nhiều không ít chí cường giả chết ở trong tay nàng. Một trăm khối tiên tinh. Lúc này nụ cười trên mặt thanh long lão đạo chợt tắt, lông mày nhíu lại, hơi hoài nghi. Nếu không phải thấy thần sắc và ngữ khí của đám người lão giả có bộ râu bạc trắng không hề giống như đang nói đùa thì hắn thật sự cũng hoài nghi mấy người kia đang đùa mình. Chương 1512 Là nàng Một trăm khối tiên tinh Đó là khái niệm gì? bọn hắn cũng thực có can đảm dở công phu sư tử ngoạn sắc mặt của mấy đại ma đầu khắc phía sau hắn cũng trầm xuống khí tức khủng bố lạnh lẽo bao phủ tựa như vụ thu đông khiến cho vạn vật tàn lụi chẳng lẽ chư vị cho rằng ma sơn ta dễ bắt nạt cho rằng lão đạo không biết một trăm khối tiên tinh có ý nghĩa như nào sao bây giờ thượng giới lớn như vậy các ngươi nói thử cho lão đạo nghe xem ai có thể mặc không đổi sắc lấy ra một trăm khối tiên tinh đế cắt đá ha ha đừng nói một trăm khối tiên tinh phỏng chừng ngay cả mười khối tiên tinh cũng không có ai có thế kiếm được sắc mặt thanh long lão đạo mang theo vài phần không vui và lãnh ý chậm rãi liếc đám người của lão giả có bộ râu bạc trắng lời nói cũng trở nên băng lãnh hắn hoàn toàn không tin lúc này lại có người có thể lấy ra một trăm khối tiên tinh càng không nói là dùng để cắt đá quả thực mấy người kia đang nói mơ giữa ban ngày hắn cũng hoài nghi mấy kẻ thành đạo trong côn ô thành này đang lấy bọn hắn ra làm trò đùa. Nếu thanh long đạo hữu cảm thấy không ổn vậy thì không cắt là được, chúng ta cũng không ép buộc ma sơn phải cắt khối bức tường chi thạch này ra. Nghe lời này, ngữ khí của lão giả có bộ râu bạc trắng cũng không hề khách khí. Thần sắc của những người còn lại đều trở nên hơi quá dị, trước đây quả thật bọn hắn cũng có thái độ giống như thanh long lão đạo, cảm thấy không có người nào có thể lấy ra 100 khối tiên tinh. Kết quả cố trường ca đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy cái gì gọi là giàu nứt đố đổ vách chân chính. Đám người du phi nhã, thiên hoàng nữ đều không nhịn được nhìn về cố trường ca, người vẫn luôn có thần sắc bình thản không gợn sóng trước mặt, trong lòng vô cùng cổ quái. E rằng thanh long lão đạo cũng hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Về phần lời ngươi vừa nói, xin thứ cho tại hạ không thể gật bừa. Ngay lúc nãy, trường ca thiếu chủ vừa mới bỏ ra 100 khối tiên tinh đế cắt ra khối tiên thai trong thất đại thần thạch. Mọi người trong côn ô thành đều tận mắt chứng kiến, cái này còn có thể là giả sao? Lão giả có bộ râu bạc trắng tiếp tục nói, ánh mắt mang theo mấy phần đùa cực. Cái gì, cố trường ca? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt đám người ma sơn lập tức thay đổi. Thanh Long lão đạo cũng trở nên có chút kinh ngạc khó tin nổi mà nhìn về phía cố trường ca. Đương nhiên hắn nhận ra Cố Trường Ca. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, trước khi bọn hắn tới đây thì Cố Trường Ca đã bỏ ra 100 khối tiên tinh đế cắt một khối tiên thai. Từ thần sắc của mọi người ở đây thì hắn biết hẳn là chuyện này cũng không phải nói ngoa. Cố Trường Ca, ngươi lại thật sự lấy ra 100 khối tiên tinh đế cắt khối tiên thai kia. Thần sắc Thanh Long mang theo rung động vô cùng lớn. Hô hấp toàn thân cũng hơi cứng lại ta chỉ cần gom một chút thì vẫn có thể lấy ra được 100 khối tiên tinh. Cố trường ca hời hợt liếc nhìn hắn, tùy ý nói. Trong lúc nói chuyện hắn luôn cảm nhận được ở sâu trong ma vân, đôi mắt của thiền hồng y vẫn luôn nhìn vào mình. Nhưng cố trường ca lại có vẻ cực kỳ tùy ý tự nhiên, cũng không hề đối mặt với nàng qua hư không. Ha ha, dù sao lão hủ đã nói rồi, nếu các ngươi muốn cắt bất 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 tường chi thạch vậy thì phải lấy ra 100 khối tiên tinh. Đám người của lão giả có bộ râu bạc trắng cười lạnh, bọn hắn nhìn ra được số lượng chí cường giả lần này của Ma Sơn cũng không nhiều. Bây giờ trong côn ô thành lại hội tụ các cường giả của thế lực Đại Đạo thống, ngay cả thành đạo khí cũng có mấy cái nên đương nhiên bọn hắn không sợ những người ở Ma Sơn này. Huống hồ ở đây còn có Cố Trường Ca, có thể nói thực lực hiện nay của hắn chính là sâu không lường được, 100 khối tiên tinh, sắc mặt của đám người Thanh Long lão đạo đều trở nên khó coi không còn đắc ý thông dong giống như vừa rồi. Bọn hắn liếc nhau, trong đôi mắt lóe lên hung ý, bản thân bọn hắn chính là ma đầu làm hại một phương, trước kia vừa ý cái gì thì bọn hắn cứ trực tiếp động thủ cướp lấy là xong. Bây giờ không thấy lấy ra được nhiều tiên tinh như thế thì bọn hắn đi cướp, như vậy không phải xong rồi sao? Đột nhiên, sát ý đáng sợ lạnh như băng hiện lên, giống như mùa đông khắc nghiệt bao phủ khiến cho mọi người hơi biến sắc, đồng loạt cảnh giác. Xem ra ma sơn lớn như vậy mà bây giờ lại thật sự không bỏ ra nổi 100 khối tiên tinh. Đám người của lão giả có bộ râu bạc trắng liếc nhau, trong lòng bàn tay dưới ống tay áo có thần văn hiện lên, từng đạo quy tắc trực tự đại đạo dần biến mất, trên thân bọn hắn bắt đầu tràn ngập khí tức kinh khủng cường hãn. Xem ra trận chiến này khó mà tránh khỏi, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị, bắt đầu lấy ra pháp khí của riêng mình. Trên thân của một vài lão giả danh túc có khí huyết hiện lên, đỉnh đầu rực rỡ phát sáng giống như sao trời, chính là biểu hiện của tinh thần lực cực kỳ cường thịnh. Quả thật bây giờ Ma Sơn không bỏ ra nổi 100 khối tiên tinh. Nhưng trong lúc bầu không khí nơi đây đang giống như gương tuốt ra khỏi vỏ thì đột nhiên ở sâu trong ma vân truyền đến một âm thanh bình thản mà băng lãnh. Âm thanh này cực kỳ dễ nghe, giống như âm thanh của tự nhiên, thoáng chốc dường như đang có một vị tuyệt thế gia nhân làm điên đảo chúng sinh đang ngồi ngay ngắn trong đó nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng hàng khí đáng sợ, ngay cả kẻ thành đạo cũng có loại cảm giác thần hồn run rẩy. Chương 1513 Mượn tiên tinh Hồng y nữ ma Quả nhiên nàng ở đây. Sắc mặt lão giả có bộ râu bạc trắng và rất nhiều kẻ thành đạo khác đều khẽ biến, trở nên ngưng trọng, không dám buông lỏng chút nào. Là nàng. Thần sắc một đám giáo chủ đại giáo cũng kịch biến, tê cả da đầu, cảm giác thần hồn của mình đều sắp bị âm thanh này làm cho đóng băng nứt vỡ. Lục Quang Vương, Thiên Hoàng Nữ, Thiên Yêu Quân Chủ, An Hy và một đám tuổi trẻ trí tôn lại càng suýt bị ngạt thở. Một nguồn máu tươi trào lên giữa cổ họng. Thần hồn bọn hắn lung lay, suýt nửa đứng không vững, một hồi lâu mới tỉnh lại. Sắc mặt bọn hắn đều trở nên vô cùng tái nhợt, giống như đã mất đi huyết sắc. Chỉ có trưởng công chúa của đại du tiên triều du phi nhã là khác, mi tâm nàng hơi phát sáng, có phù văn thần bí lóe lên cho nên cả người đều không có gì đáng ngại. Ngoại trừ cố trường ca, những người còn lại không hề chú ý đến dị thường trên người du phi nhã. Mà lúc này sâu trong ma vân, âm thanh thiền hồng y lại tiếp tục vang lên, nhưng mà tất nhiên cố trường ca ngươi có thể lấy ra được 100 khối tiên tinh. Vậy hẳn là cho ta mượn 100 khối cũng không khó. Nghe được lời này, mọi người ở đây đều kinh ngạc, ngay cả đám người Thanh Long lão đạo cũng cực kỳ chấn kinh, lộ ra nghi ngờ khó có thể giải thích được, sau đó bọn hắn mới phản ứng lại và nhận ra Hồng Y nữ ma đang nói chuyện với Cố Trường Ca. Chẳng lẽ hai người quen biết sao? Khiến bọn hắn càng nghi hoặc là tại sao Hồng Y nữ ma lại nói với Cố Trường Ca như vậy, hai người không nên có thù sao? Tại sao bọn hắn lại giống như quen biết nhau? Vậy mà người hung uy hiển hách như hồng y nữ ma lại chủ động nói mượn tiên tinh với cố trường ca. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì quả thật bọn hắn cũng không thể tin được. Làm sao có thể, bây giờ đám người gian thần, ngư điền cũng cực kỳ chấn kinh. Quả nhiên bọn hắn quen biết nhau. Trước đây Du Phi Nhã chỉ suy đoán hoài nghi nhưng lúc này trong lòng lại rất chắc chắn. a à, vậy tại sao ngươi lại cảm thấy ta còn có thể lấy ra 100 khối tiên tinh nữa? cố trường ca cũng không ngờ thiền hồng y sẽ chủ động mở miệng mượn tiên tinh từ hắn thần sắc hắn hơi biến hóa nhưng mà đã khôi phục rất nhanh tùy ý hỏi ngươi cũng không cần biết việc này âm thanh bình thản của thiền hồng y vang lên vậy dựa vào cái gì mà ta phải cho ngươi mượn cố trường ca cười nhạt ngươi biết mà âm thanh của thiền hồng y vẫn giống như trước hoàn toàn không gợn sóng cố trường ca khẽ gật đầu nói nếu ta cho ngươi mượn vậy thì ngươi lấy gì trả ngươi nợ ta ngươi định trả như thế nào thiền hồng y ngồi ngay ngắn trong liễn xa áo đỏ như huyết thần sắc lạnh lùng như băng ngữ khí hỏi lại càng khiến mọi người sợ hãi phát run nghe hai người nói mấy câu không đầu không đuôi giống như câu đố sự kinh ngạc trong lòng mọi người vẫn chưa dừng lại vì sao bọn hắn luôn có cảm giác giữa cố trường ca và hồng y nữ ma có bí ẩn gì đó không muốn người khác biết được Chẳng lẽ lúc cố trường ca bao vây hồng y nữ ma tại thần thành, bọn họ đã đạt thành một loại hiệp định chung nào đó? Lúc này trong lòng mọi người đều nghi hoặc và khiếp sợ không thôi. Chỉ có thể đoán như vậy, nếu ngươi muốn 100 khối tiên tinh vậy ta cho ngươi mượn là được. Chỉ là bây giờ ta lấy ra cho ngươi, ngươi có dám muốn không? Ngay lúc đám người đều đồng loạt suy đoán, cố trường ca nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một bình ngọc bị phong ấn, hô hấp của đám người vừa nãy nhìn thấy hắn cắt khối tiên thai kia cũng không khỏi căng thẳng hiểu rõ trong bình ngọc này chứa cái gì lập tức cố trường ca không nhanh không chậm đi lên phía trước dường như muốn đích thân giao bình ngọc này cho thiền hồng y thấy cảnh này sắc mặt đám người ma sơn cũng kịch biến cho dù thanh long đạo nhân đứng trên cùng cũng lui về phía sau có vẻ hơi kiên kỵ đương nhiên hắn biết thực lực của cố trường ca trước mắt này khủng bố đến mức nào Mặc dù mình thành đạo nhiều năm nhưng chắc chắn không phải đối thủ của Cố Trường Ca. Đám ma đầu còn lại của Ma Sơn đều lui về phía sau, không tự chủ nhường đường cho Cố Trường Ca. Lúc này Thiền Hồng Y đang ngồi ngay ngắn trong Ma Vân cũng trầm mặt. Dường như không ngờ Cố Trường Ca sẽ làm như vậy. Nàng cũng không mở miệng, trong con ngươi lạnh lùng vô tình phản chiếu ra thân ảnh của Cố Trường Ca không nhanh không chậm đến gần nàng, cả người lộ ra vẻ thờ ơ. Lúc này tất cả mọi người trong phường thị đều khiếp sợ cực độ. Cho dù là lão giả có bộ râu bạc trắng và rất nhiều kẻ thành đạo khác cũng trố mắt nhìn, khó có thể tin được, Cố Trường Ca không chỉ đáp ứng đưa 100 khối tiên tinh cho Hồng Y nữ ma mà bây giờ hắn lại còn muốn đi qua đó tự tay đưa cho nàng. Mặc dù rất nhiều người chấn kinh với việc Cố Trường Ca giàu nứt đố đổ vách, lại còn có thể lấy thêm ra 100 khối tiên tinh nữa nhưng càng nhiều người chấn kinh với thái độ của Hồng Y nữ ma hơn đem so sánh với cố trường ca mạnh mẽ chủ động thì bây giờ hồng y nữ ma hung uy ngập trời lại có vẻ vô cùng trầm mặc điều này khiến cho bọn hắn không thể không liên tưởng rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì trong cuộc chiến bao vây ở thần thành kia qua lời nói vừa nãy thì bọn hắn đều nhìn ra được rõ ràng hồng y nữ ma rất hiểu cố trường ca không ít sinh linh chết trong tay của hồng y nữ ma lá gan của cố trường ca hắn cũng thật lớn hắn cũng không sợ đột nhiên hồng y nữ ma bộc phát hung tính sao không ít danh túc của thế hệ trước đều chăm chú quan sát mọi thứ cố huynh cũng không phải loại người lỗ mãn chắc chắn hắn cũng không lo lắng đột nhiên hồng y nữ ma sẽ ra tay thiên hoàng nữ nhẹ giọng suy đoán càng ngày nàng càng cảm thấy cố trường ca rất thần bí hành sự hành động đều khiến người ta nhìn không thấu khó mà ngờ được phía trước bị ma vân bao phủ có vẻ cực kỳ mờ mịt Hỗn độn khí lượng lờ khắp nơi. Một chiếc liễn xa hắc sắc dừng lại, bốn đầu hắc sắc ma giao với đôi mắt tinh hồng phát ra từng đợt gào thét dữ tợn. Nhưng đối mặt với Cố Trường Ca đang đi đến, bọn chúng vẫn có vẻ bất an sợ hãi vô cùng, không khỏi lui về phía sau. Vù. Bỗng nhiên, một tia hào quang xích hồng tựa như huyết dịch bay ra từ trong liễn xa kèm theo đó là một cổ hung uy đáng sợ, bốn đầu ma giáo đều phát trung nằm rạp trên đất không còn dám tiếp tục chuyển động. Cần gì phải làm thế, bọn chúng cũng chỉ là hung thú thôi. Cố trường ca cười nhạt, tự mình đi về phía liễn xa, cũng không lo lắng thiền hồng y ở bên trong ra tay với hắn. Chương 1514 Ngươi muốn cái gì, ta có bao giờ không cho đâu. Ngươi không cần qua đây, đứng ở đó đưa tiên tin cho ta là được. Thiền hồng y cũng nhàn nhạt mở miệng, màu mắt thâm thúy mà băng lãnh, lộ ra hàng ý một bàn tay trắng nõn mịn màng như ngọc thạch duỗi ra từ phía trước tấm rèm rũ xuống trên liễn xa ánh sáng trong suốt ra hiệu cho cố trường ca giao bình ngọc cho mình dù sao ta cũng đã đến đây ngay cả gặp ta một lần hồng y ngươi cũng không muốn sao nhưng mà cố trường ca lại giống như không chú ý tới việc nàng vươn tay ra khẽ gật đầu sau đó vẫn tự mình đi về phía liễn xa lời nói mang theo vài phần tiếc nuối lần trước bị ngươi hạ độc ta thật sự rất đau hắn nói xong khóe miệng lộ ra một nụ cười như có như không nghe nói như vậy bên trong liễn xa đột nhiên thiền hồng y cảm nhận được một luồng hơi lạnh đánh tới nàng không nói một lời ánh mắt băng lãnh vô tình trực tiếp đưa tay đánh một trưởng về phía trước nàng lựa chọn ra tay trước đế chiếm được lợi thế thứ đi tới côn ô thành là một đạo linh thân chính là hóa thân của nàng bằng không với tính khí của Hồng Y, nàng sẽ không có thiện ý với đám tồn tại cổ lão ngoài kia mà trực tiếp động thủ cướp lấy khối tường chi thạch từ sớm, ớ mờ. Thấy cảnh này, cố trường ca cũng chẳng hề suy nghĩ mà cười nhạt, lập tức chỉ đánh một chưởng về phía trước. Quy tắc trật tự lượng lờ đang xen trong hư không, lấy thủ đoạn giống nhau chống lại thiền hồng y, hắn biết bây giờ thiền hồng y vẫn chưa khôi phục thời kỳ đỉnh cao, thậm chí ngay cả một phần vạn của thời điểm hưng thịnh nhất cũng không đạt được chớ nói chi thứ ở đây còn không phải bản thân nàng. Chỉ trong nháy mắt, nơi đây lập tức nổ tung, hư không nứt ra một khe hở đáng sợ, chỗ này cũng trở thành một vùng mơ hồ hỗn loạn. Dường như tất cả quy tắc trật tự cũng đang đứt gãy, có cương khí ngút trời. Bao phủ lấy bốn phương tám hướng. Khí tức đáng sợ xen lẫn quy tắc đế cảnh suýt chút nữa xông ra bên ngoài lãnh thổ, lúc này toàn bộ côn ô thành đều đang run rẩy trong phường thị đám người ma sơn và đám người của lão giả có bộ râu bạc trắng đều khiếp sợ quan sát sau đó nhanh chóng xuất thủ chặn lấy khí tức đang lao ra nhưng đây cũng là tai họa cực đại đối với toàn bộ côn ô thành bọn hắn hoàn toàn không ngờ đột nhiên cố trường ca sẽ giao thủ với hồng y nữ ma vốn bọn hắn còn cho rằng hai người sẽ ôn chuyện cũ gì đó điều này cũng đánh một dấu hỏi to đùng cho hoài nghi trước đây của bọn hắn nếu hai người rất quen thuộc thì tại sao bỗng nhiên lại động thủ dáng vẻ như muốn đối đầu đến chết giờ khắc này ma vụ ngập trời bao phủ toàn bộ bốn phương tám hướng thiền hồng y bên trong liễn xa hiện thân áo đỏ như huyết màu mắt lạnh nhạt cùng giao thủ với cố trường ca tuy đây chỉ là một đạo linh thân của nàng nhưng thực lực cũng vượt xa kẻ thành đạo tầm thường sát khi đáng sợ hóa thành đủ loại phù văn cổ xưa ngưng kết giữa hư không sau đó như đau thương kiếm kích chém về phía cố trường ca nơi đây trở nên vô cùng rực rỡ đủ loại thần thông cực kỳ cổ xưa thậm chí đã sớm thất truyền hay ngay cả thiên công cổ cũng đều đang được phát huy nhưng mà có ma vụ ngăn cách nên mọi người ở ngoại giới cũng không thể dòm rõ ràng được chỉ có thể cảm thấy khí tức ở nơi này tuôn trào vô cùng mãnh liệt khiến người ta sợ hãi ngươi nhất định phải động thủ với ta sao đừng quên tất cả những gì ngươi có đều là do ta dạy cố trường ca đánh ra một chưởng dễ dàng loại bỏ rất nhiều thần thông trước mắt sắc mặt cũng không hề biến hóa khẽ lắc đầu nói nghe được lời này thân ảnh thiền hồng y từ trên không rơi xuống và ngừng tấn công con ngươi lạnh lùng nhìn cố trường ca không nói một lời Vừa rồi là do nàng cảm nhận được cố trường ca muốn động thủ với mình nên lúc này mới ra tay trước đế chiếm được lợi thế. Rõ ràng thực lực bây giờ của cố trường ca còn kinh khủng hơn rất nhiều so với lần trước ở thần thành. Hơn nữa nàng không đoán được con ác chủ bài hiện nay của cố trường ca là gì, cũng không chắc ở thời điểm này mình có thể đối phó hắn không. Đưa tiên tin cho ta. Thiền Hồng Y mở miệng nói mới vừa rồi ngươi còn động thủ muốn giết ta vậy mà bây giờ lại mở miệng muốn ta đưa tiên tinh cho mình ánh mắt của cố trường ca rơi trên mặt nàng lời nói mang theo hứng thú ngươi không cảm thấy làm như vậy có chút không đúng sao hay là ngươi vẫn luôn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên thiền hồng y lạnh như băng nói đương nhiên đồ mượn ngươi ta sẽ trả cố trường ca lắc đầu nhẹ nhàng cười nói không cần ngươi muốn cái gì ta có bao giờ không cho đâu Nói xong, đột nhiên hắn bắt được tay của thiền hồng y, nhưng lúc nàng vô thức muốn rụt lại phía sau thì đưa bình ngọc chứa tiên linh cho nàng. Ta không có tiên tinh nhưng mà tiên linh trong đó cũng không ít. Sau khi ngươi đổi lấy khối thạch kia thì có thể đế lại một ít cho mình. Sau đó không đợi thiền hồng y trả lời, thân ảnh cố trường ca đã rời khỏi mảnh ma vụ này đi ra ngoài. Thiền hồng y rũ mắt, nhìn bình ngọc trong suốt rực rỡ trong tay, phía trên vẫn còn lưu lại nhiệt độ bàn tay của cố trường ca. Có bao giờ không cho ta, nàng lẩm bẩm câu nói này, trong con ngươi chợt lóe lên một tia cảm xúc sau đó lại khôi phục băng lãnh vô tình. Trường ca thiếu chủ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao bỗng nhiên hai người lại động thủ, ngài không sao chứ? Bên ngoài ma vụ, đám người của lão giả có bộ râu bạc trắng vẫn luôn bất an chờ đợi nhưng thấy cố trường ca đi ra thì không khỏi thở vào nhẹ nhõm, không nhịn được mà hỏi. Nhìn thấy thần sắc thậm chí khí tức của cố trường ca cũng không biến hóa quá nhiều, đám người gian thần, ngưu điền, an hy hơi thất vọng. Vốn dĩ bọn hắn muốn thấy cố trường ca phải chịu thiệt thòi trong tay hồng y nữ ma nhưng mọi chuyện không như mong muốn, rõ ràng cố trường ca không hề gì, thậm chí nhìn hắn cũng không giống như vừa mới động thủ. Thanh Long lão đạo và đám người ma sơn cũng rất nghi hoặc, mới vừa rồi hai người còn đang giao thủ vậy mà đột nhiên lại dừng tay thật sự khiến bọn hắn nghĩ mãi không ra. Chương 1515 Một chiếc lược gỗ Không có gì, chỉ là một xung đột nho nhỏ thôi, cố trường ca mỉm cười rồi lắc đầu. Thấy thế thì tuy vẫn còn nhiều nghi hoặc nhưng tất cả đều im lặng, không hỏi gì thêm nữa. Lúc này, tại sâu trong ma vân bỗng nhiên có một bình ngọc bay ra, rơi thẳng vào tay của thanh long lão đạo. Cắt tảng đá đó ra, thiền hồng y lên tiếng. Thấy thế tất cả mọi người đều hiểu rõ, Cố Trường Ca cho Hồng Y nữ ma mượn 100 khối tiên tinh, nhưng vì sao khi nãy cả hai còn động thủ? "Vâng, chủ nhân." Thanh Long lão đạo nói một cách cung kính, không dám nhìn bình ngọc trong tay đang chứa thứ gì, đưa thẳng nó cho lão giả râu trắng. Trường Ca thiếu chủ thật trọng lượng, lão giả râu trắng đương nhiên biết trong đây có thứ gì, ánh mắt nóng lên. Sau khi tiếp nhận bình ngọc thì hắn dò xét lại một lần, sau đó gật đầu thỏa mãn rồi đưa bức tường chi thạch kia cho đoàn người Ma Sơn. Bức tường chi thạch Thần sắc của thanh long lão đạo có vài phần kiên kỵ, nhìn tảng đá đen nhánh trước mắt này. Không nói nhảm nữa, chuẩn bị cắt nó ra. Bây giờ tất cả đều tò mò xem trong khối bức tường chi thạch này rốt cuộc đang giấu thứ gì. Chỉ lát sau một thanh đao cụ màu bạc đã hiện lên trong tay của thanh long lão đạo, như được đúc từ bất hủ ngân kim, vù vù vang dội, phong mang bức người hắn phất tay áo một cái phong tỏa hư không bốn phía sau đó mới cắt tảng đá này ra một cách từng ly từng tí trước đây hắn cũng là một nhân vật đã trà trộn trong đủ loại đổ thạch phường khác nhau đương nhiên không lạ gì những thủ đoạn cắt đá chỉ một thời gian ngắn mà những mảnh đá thừa lần lượt rơi xuống trong đó xen lẫn ô quan nồng nặc như là bị ăn mòn bởi khí tức không rõ những mảnh nào có ô quan nồng nặc nhất thậm chí còn có ma khí tràn ra bao phủ ra bốn phương tám hướng, mang theo một khí tức vô cùng kinh khủng, tu sĩ bình thường cũng không dám đến gần. Ông Một âm thanh thanh thúy vang lên, đao cụ ngân sắc trong tay thanh long lão nhân như vừa chạm phải cái gì đấy, mặt ngoài tảng đá lại hiện lên vết trạng rồi nứt ra. Vật trong bất tường chi thạch sắp ra ngoài. Ánh mắt của một vị giáo chủ đại giáo ngưng lại, nhìn chầm chầm sang, chỉ thấy một đoàn ô quan đậm đà dần dần xuất hiện từ trong bất tường chi thạch, tất cả mọi người đều nhìn qua sợ rằng bỏ lỡ thứ gì ô quang mờ mịt lượn lờ thành một chùm sáng một cây lược gỗ chỉ lớn cỡ chừng một bàn tay trôi nổi ở giữa không trung chỉ nhìn sơ thì không biết được nó được chế tạo bằng gỗ gì trên thân có khí tức không rõ đang bao phủ ở rì còn có vài chỗ không được lành lặn có chút vết máu trông vô cùng cổ lão cái gì trong bất tường chi thạch vậy mà lại là một cây lược gỗ một màn này khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ, khó mà tin được. Cho dù là người cắt đá như thanh long đạo nhân cũng ngây người như phỏng, dừng động tác lại. Trong suy nghĩ của bọn hắn thì ít nhất trong đây cũng phải là một đại hung vật tuyệt thế, sẽ khiến cho tu sĩ cùng sinh linh gặp vận xui. Cho nên mới cẩn thận như thế. Nhưng không ai có thể nghĩ đến trong đó chỉ là một cây lược gỗ bể tan tành, việc này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Cây lược gỗ này vô cùng lâu đời, chắc chắn đã tồn tại qua rất nhiều kỷ nguyên, vết máu phía trên mới là nguyên nhân chính của mọi thứ. Rất nhiều danh túc của thế hệ trước nói một cách cẩn thận, họ cảm giác cây lược gỗ này không đơn giản một tí nào, phía trên đó có đạo lý đang xen. trên góc độ nào đó thì vật này còn hy hữu hơn tiên thiên chi vật. Quan trọng hơn, vết máu trên đây có thể là đến từ một tồn tại vô thượng nào đó một vệt máu này có vẻ là nguyên nhân khiến cho Hoàng Tây Thánh Địa biến mất không rõ nguyên do. Vậy vị tồn tại vô thượng kia rốt cục đáng sợ đến mức nào? Vào lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc, bỗng cây lực gỗ này thoát khỏi hòn đá, hóa thành một tia ô quan bay về phía thiền hồng y lúc này đang ở sau trong ma vân. Không lẽ thứ này lại thuộc về hồng y nữ ma, là đồ vật của nàng, thấy thế tất cả mọi người càng khiếp sợ hơn nữa. Lúc này trong lòng ai nấy đều nổi lên sóng to gió lớn. Thì ra là vật này, Cố Trường Ca khẽ lắc đầu. Đương nhiên hắn nhận ra vật này, đúng ra là ban đầu nó là của hắn. Đây là thứ hắn đích thân tặng cho Thiền Hồng Y, nhưng những mảnh vỡ ký ức quá hỗn loạn, hắn không nhớ rõ mình cho nàng khi nào. Dường như là sau khi Thiền Hồng Y giết hết đám sơn tặc kia, thì đây là lễ vật đầu tiên mà mình tặng cho nàng. Đã lâu không gặp ở chỗ sâu trong ma vân thiền hồng y nhìn vào cây lược gỗ không trọn vẹn trên tay trong ánh mắt hiện lên vẻ quý trọng sau đó cất kỹ nàng vừa nhìn ra ngoài vừa nói tự hồ như có thể thấy cố trường ca đang nhìn nàng sư tôn sao ngươi lại nhẫn tâm như thế nàng thì thào những lời này vị tiên vương vẫn lạc tại côn sơn kia không chừng có liên quan mật thiết đến hồng y nữ ma có khi là do chính tay nàng giết hắn nữa thực lực của hồng y nữ ma khi đỉnh phong thật sự không thể tưởng tượng. Lão giả râu bạc cùng một đám kẻ thành đạo khắc liếc nhau, tất cả đều thấy được sự kiên kỵ trong mắt đối phương, đang suy đoán vết máu trên cây lược gỗ này thuộc về người nào, dù sao trước kia trong côn sơn đã có một vị tiên vương từng vẫn lạc, mặc dù rất xa xưa nhưng có thể chứng thực, có thể tìm đến chứng cứ rõ ràng. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1516 Kế hoạch ám sát. Chỉ trong chốc lát tin tức hồng y nữ ma mang theo đám người ma sơn dừng chân tại Côn Ô thành đã lan ra khắp nơi, tạo nên oanh động không nhỏ, tin tức về việc bất tường chi thạch đã được cắt cũng khiến toàn thành oanh động. Rất nhiều cổ thành ở xung quanh đều nghe được tin tức này. Rất nhiều thế lực đạo thống ở trong Côn Ô thành nhanh chóng truyền tin tức từ nơi này ra ngoài. Trong trận thần thạch đại hội này đã có một khối tiên thai được cắt Khối bất tường chi thạch kia cũng đã bị cắt ra. Việc này khiến nhiều người ngoài dự kiến, mấu chốt là cố trường ca đã tốn 100 khối tiên tinh để cắt nó ra. Hồng y nữ ma còn mượn tiên tinh của cố trường ca trước mặt bao nhiêu người để cắt đá. Banh động mà tin tức này mang đến không nhỏ hơn những tin tức trước là bao. Rất nhiều thế lực đạo thống đều đang suy đoán xem cố trường ca có quan hệ gì với Hồng y nữ ma. Có đủ loại phiên bản về chuyện này được lan truyền phiên bản được nhiều người tin tưởng nhất là khi tại trận đại chiến thần thành kia cố trường ca đã đạt được một hiệp nghị nào đó với hồng y nữ ma việc này cũng giải thích vì sao thái độ của hồng y nữ ma đối với cố trường ca khác hoàn toàn những người còn lại chuyện này không nhỏ hơn chuyện cắt được một bộ thiên thư trong tiên thai chút nào đương nhiên việc quan tâm trong thiên thư kia ghi cái gì là việc của các thế lực đạo thống tu sĩ phổ thông thì biết việc này không liên quan đến mình cho nên đều tập trung nghe ngóng, bàn tán về việc giữa Cố Trường Ca và Hồng Y nữ ma có mối quan hệ bí ẩn nào không. Thế gian này không bao giờ thiếu những kẻ nhiều chuyện. Bây giờ Cố Trường Ca chính là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, trên người mang danh hiệu Ngư Dẫn Quân thượng giới, nên mọi cử động của hắn đều khiến mọi người chú ý, lần thương lượng này giữa Cố Trường Ca và Hồng Y nữ ma trong mắt mọi người rất giống yêu hận tình cừu. Một vị là Thiên Kiêu đương thời, một vị là đại hung ma không biết đến từ kỷ nguyên nào, sắc đẹp họa loạn thiên hạ, điên đảo chúng sinh. Việc này được truyền lớn đến mức giờ khó mà thu lại được. Nhất là có một đám tồn tại trẻ tuổi đều vô cùng hứng thú với việc này. Trong cung điện, bộ thiên thư cắt được từ tiên thai kia đang nằm trong tay cố trường ca, trên trang sách bạc đang có quan huy lập lòe, từng văn tự cổ lão đang hiển hóa. Đối với những thảo luận ngoài kia thì hắn không thèm quan tâm. Sau khi thiền hồng y cầm lại được lượt cổ của bản thân thì đã dẫn đám người ma sơn rời đi, không ở trong côn ô thành nữa. Việc này khiến mọi người trong côn ô thành thở vào một hơi. Mấy ngày nay dị động trong côn sơn càng lúc càng nghiêm trọng. Cơ tộc đã và đang liên thủ, tụ tập các cường giả từ các tộc và đạo thống đến, chuẩn bị đánh vào côn sơn. Nếu cố trường ca đoán không sai thì ba ngày sau cơ tộc sẽ dẫn binh đánh vào côn sơn đây cũng là một thời cơ với hắn. Sau đó cố trường ca muốn mở bộ thiên thư này ra, nhưng vẫn giống lần trước, không có kết quả gì. Một lực lượng mạnh vô cùng truyền đến, chấn động khiến suýt chút nữa bộ thiên thư trên tay hắn đã bay ra ngoài. Cho dù đạt cảnh giới như hắn cũng khó mà mở nó ra được, sau khi nghiên cứu thì hắn nhắc lại dòng chữ trên trang bìa. Cảm giác như bản thân mình đã gặp bộ thiên thư này ở đâu rồi? Phong tiên không còn nghi ngờ gì nữa bộ thiên thư này không chỉ ẩn chứa bí ẩn kinh thiên mà còn phong cấm một loại chí bảo nào đó hai chữ phong tiên này hẳn là tiên văn nếu hắn đoán không sai hắn có thể sử dụng hai tiên văn này như một thủ đoạn công phạt nó ẩn chứa thần uy phong trấn vô cùng ấn tượng đương nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ thì không cần loại thủ đoạn này công tử nghe theo phân phó của ngài thì đã tìm được vài vị danh túc có nghiên cứu văn tự của ẩn tiên nhất mạch ta đang để bọn hắn phiên dịch bộ kiếm quyết kia. Lúc này Doãn Mi đi từ ngoài đến, cố trường ca định thần lại rồi gật đầu, tiến độ ra sao rồi, chắc hẳn ba ngày sau là có thể hoàn thành được rồi. Doãn Mi hồi đáp, cố trường ca khẽ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không đưa cả bộ kiếm quyết hoàn chỉnh ra, chỉ lấy một bộ phận rồi giao cho từng người phiên dịch, cuối cùng hắn chỉ cần chỉnh hợp lại là được, đúng rồi, thích khách của Phong Xuân Bích Ngọc Lâu đã sắp xếp xong chưa, lập tức hắn đã nghĩ đến một việc khác khiếp mắt hồi bẩm công tử ta đã nói chuyện này cho bạch liên nhi nàng đã an bài năm vị thích khách đại thánh cảnh một vị trí tôn cảnh động thủ ngay hôm nay doãn mi đáp lại một cách cung kính người hộ đạo sau lưng của tên tiểu chiến tiên kia có thực lực là chí tôn cảnh ta đã sắp xếp người chặn hắn lại chỉ có nửa khắc tiểu chiến tiên chắc chắn phải chết cố trường ca gật đầu đừng để lại dấu vết gì ta vẫn yên tâm về cách làm việc của ngươi, bây giờ các thế lực đạo thống vô cùng kiên kỵ hắn. Cho nên hắn khó mà động thủ với tiểu chiến tiên một cách công khai được. Đối với các thế lực khác thì đây là một cái cớ cực tốt để liên hợp lại. Nhưng trong bóng tối hắn có thể an bài thích khách để giải quyết tiểu chiến tiên, đơn giản hơn nhiều. Từ sự tình xảy ra trên thần thạch đại hội thì có thể thấy được tiểu chiến tiên đã biết được thân phận của Tô Thanh Ca đối với cố trường ca thì đây là một tai họa ngầm, cần được giải quyết. Sau khi lần thần thạch đại hội này kết thúc thì các tộc đều sẽ buông lỏng. Tiểu chiến tiên chắc chắn sẽ không nghĩ rằng cố trường ca sẽ giết hắn, còn về chiến tiên phủ sau lưng tiểu chiến tiên à. Cố trường ca có thủ đoạn để diệt trừ bọn hắn. Sau đó cố trường ca phái người đi tìm hai huynh muội cơ nghiêu tinh, cơ sơ nguyệt, lần tiến công công sơn này là lần cuối mà gian thần có thể phát huy tác dụng cuối cùng của mình với bản tính của cơ nghiêu tinh thì hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế cố trường ca có thể thử xem có thể đoạt được tạo hóa tiên chu từ người gian thần hay không dù sao sau khi ôn dưỡng một đoạn thời gian thì khí linh tạo hóa tiên chu cũng đã khôi phục khá nhiều chỉ một lát sau bên ngoài cung điện đã có tiếng bước chân truyền vào cơ sơ nguyệt cùng cơ nghiêu tinh lúc này hơi có vẻ e sợ chạy đến ngay lập tức đối với toàn bộ cơ tộc thì cố trường ca chính là đại ân nhân nếu không có sự hiệu triệu của cố trường ca thì những thế lực lớn kia sẽ không xuất thủ tương trợ việc cứu viện tiên tổ này của cơ tộc đâu. Cho nên khi biết cố trường ca muốn thương lượng việc gì đó với bọn hắn thì dù trong lòng cơ sơ nguyệt không muốn, nhưng chỉ có thể cắn răng chạy đến. Chương 1517 Nhắc nhở Lúc này trong cung điện có tiên vụ lượng lờ, cố trường ca thân mặt hoa phục, thượng huyền hạ huân, ngồi ở chủ vị, toát ra vẻ thần bí tôn quý. Lúc Cơ Nghiêu Tinh cùng Cơ Sơ Nguyệt bước vào thì chỉ thấy hắn đang uống rượu, trên khuôn mặt tuấn tú đó đang sở hữu một nụ cười lười biếng. Bái kiến Trường Ca thiếu chủ, Cơ Nghiêu Tinh cùng Cơ Sơ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Cố Trường Ca một cái rồi sau đó chắp tay chào. Nghiêu Tinh huynh, Sơ Nguyệt cô nương không cần câu nệ như thế. Ngồi đi. Cố Trường Ca nhìn bọn họ một cái rồi mỉm cười ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, cả hai vẫn chưa biết được dụng ý mà cố trường ca mời bọn họ tới đây nên cũng không dám làm trái ý tốt của cố trường ca. Sau khi ngồi xuống, Doãn mi đến rót rượu cho cả hai, mùi rượu thuần hương tràn ngập khắp nơi, trong chén đồng thì có từng tia hào quang đang đang xen vào trong rượu, đung đưa qua lại, đa tại trường ca thiếu chủ ban rượu, không biết trường ca thiếu chủ này gọi huynh muội ta đến đây. Là có việc gì, cơ sơ nguyệt lúc này đang mặc một bộ váy dài vàng nhạt, mặt như trăng sáng, tinh tế lại còn trắng noãn, tóc đen mượt mà, bộ dáng vô cùng mỹ lệ, nàng cũng học theo ca ca của nàng, mời rượu cố trường ca. Trong lòng cả hai đều lo sợ bất an, người ta nói gần vua như gần cọp, ở kế cố trường ca thì dù nói một câu bọn họ cũng phải đắn đo rất lâu. Qua đó có thể thấy rõ sự lo lắng bất an trong họ tại lần thần thạch đại hội này thì việc cố trường ca đánh ngang tay với hồng y nữ ma đã truyền đi khắp nơi rất nhiều người đều cho rằng dù cố trường ca không sử dụng chí bảo đạt được ở bát hoang thập vực thì hắn vẫn có thể đánh ngang cơ với kẻ thành đạo việc này khiến cả hai người cơ nghiêu tinh cùng cơ sơ nguyệt càng thêm e ngại nghiêu tinh huynh đừng khẩn trương như thế thật ra ta tìm hai huynh mọi ngươi đến đây chỉ là vì muốn nghiên cứu chuyện của tiên tổ các ngươi một tí thôi Cố trường ca cười khẽ rồi nói. Nghe thế trong lòng của cả hai cũng nhẹ hơn, không khẩn trương như trước. Cơ sơ nguyệt thở vào một hơi, thật ra nàng vẫn không hiểu lắm, vì sao cố trường ca lại giúp tộc bọn họ mà không đòi bất kỳ hồi báo nào. Chẳng lẽ bởi vì cứu tiên tổ ra thì sẽ giải quyết được tai họa tuyệt âm thiên? Hay là do nguyên cớ nào khác? Đại ân đại đức của trường ca thiếu chủ tại hạ sẽ không bao giờ quên, liên quan đến việc cứu viện tiên tổ thì làm phiền trường ca thiếu chủ một tí. Vài vị trưởng lão của tộc ta đã thương nghị, quyết định hành động vào ba ngày sau, đến lúc đó tất cả thế lực từ các phương đều tập kết tạo dưới chân côn sơn, sau đó mở đường bằng thành đạo khí. Cơ Nhiêu Tinh không dám nói nhảm, hắn đem tất cả kế hoạch của tộc hắn nói hết ra, không giấu giếm gì cả, cố trường ca vừa uống rượu vừa gật đầu đồng ý. Đó cũng là một biện pháp tốt, nếu ba ngày sau thì cố mổ sẽ dẫn theo cường giả của cố gia qua, giúp thêm một phần lực để giải cứu tiền bối cơ thánh sơ. Nghe thế thì trên mặt của cơ nghiêu tinh cùng cơ sơ nguyệt đều hiện lên vẻ cảm kích, cùng nhau nâng chén mời rượu cố trường ca. Dù cố trường ca có mục đích ra sao thì hắn đã giúp một đại ân trong việc giải cứu tiên tổ cơ gia của bọn hắn. Thật ra ta cũng hơi biết về sự hung hiểm trong cung sơn, nếu đến đó một cách tùy tiện như thế thì tỷ lệ để cứu được tiền bối cơ thánh sơ cũng không lớn không biết như tinh huynh còn nhớ tên gian thần tại tử sơn lần trước không thật ra hắn đang nắm giữ truyền thừa của thần nguyên sư có bản năng xua các tị hung trong đủ loại địa phương hung hiểm nếu lần này có hắn trợ giúp thì không chừng có thể làm ít công to sau đó cố trường ca cười nhạt bỗng nhiên đề cập tới gian thần gian thần mà trường ca thiếu chủ nói chính là tên xông vào tử sơn đó trong lòng Cơ nghiêu Tinh rung lên, nhưng trên mặt hắn vẫn hiện lên vẻ nghi hoặc, Cơ Sơ Nguyệt cũng không ngờ Cố Trường Ca lại đề cập tới Giang Thần. Hơi lo nghĩ một tí. Nàng nhớ kỹ việc Giang Thần luôn muốn báo thù Cố Trường Ca, thật ra nàng biết chuyện Giang Thần ngụy trang thành thần nguyên sư đi tại bên người An hy Hơn nữa việc khiến nàng lo lắng hơn chính là ca ca nàng, Cơ nghiêu Tinh cũng đã biết thân phận của Giang Thần. Đúng là hắn vào lúc đó hắn vẫn chưa chết dù tử sơn đã sụp đổ, sau đó hắn hiện thân tại thái hư thần mộ, dẫn động trận văn trong đó, lừa giết rất nhiều giáo chủ của các đại giáo, sau đó còn cướp thái hư thần cách đi, dẫn đến họa lớn ngập trời. Cố trường ca lắc đầu rồi cười, chỉ vài câu đã đưa việc này quăng lên người gian thần, đương nhiên những việc này cũng đã trở thành suy nghĩ chung của các thế lực đạo thống trong thượng giới, dù sao bây giờ vẫn còn rất nhiều người đang muốn tìm tung tích của Giang thần để báo thù cho giáo chủ của bọn hắn, ta hiểu, chỉ cần tìm được người này thì tỷ lệ thành công của kế hoạch giải cứu tiên tổ này sẽ tăng lên rất nhiều, Cơ Ngưu Tinh gật đầu một cái, thần sắc nghiêm túc, biết rõ. Ý tứ của Cố Trường Ca. Hắn không hoài nghi năng lực của Giang thần tí nào có thể lừa giết nhiều giáo chủ của các đại giáo trong thái hư thần mộ như thế thì thủ đoạn cùng lá gan của hắn thật sự người bình thường không thể sánh bằng cố trường ca mỉm cười một cách khen ngợi gật đầu như tinh huynh hiểu rõ thì tốt lần này có thể cứu tiên tổ của các ngươi ra hay không phụ thuộc rất lớn vào người tên truyền nhân của thần nguyên sư này cả côn ô thành đều có tai mắt của hắn đang hoạt động không nơi nào bị bỏ sót nên hắn biết rõ lúc trước cơ sơ nguyệt đã từng đi tìm gian thần bởi thế cơ nghiêu tinh rất có thể đã biết được thân phận chân thật của Giang Thần. Cố trường ca nói những lời này chỉ muốn khi khởi hành bọn hắn cũng bắt Giang Thần đi theo mà thôi. Vì không muốn bước dây động rừng, cố trường ca chỉ có thể giả vờ mình vẫn chưa biết rõ Giang Thần là ai. Nếu lúc đó Giang Thần vì sợ hãi mà không muốn phát huy, thì kế hoạch nhằm vào tiên tổ cơ gia sau khi tiến vào cung sơn của cố trường ca sẽ thất bại trong gan tắc sau đó cố trường ca lại nói thêm một số việc cho cơ nghiêu tinh cùng cơ sơ nguyệt. Rồi mới cho bọn họ lui xuống. Việc trên người gian thần có ma chủng thì cũng nên tìm một cơ hội nào đó để nó lộ ra, hắn nhìn sơ bóng lưng của hai huynh muội cơ gia, gõ nhẹ vào chén rượu. Nếu tính tu vi thì gian thần còn cách người thừa kế ma công xa vạn dặm. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc cố trường ca lợi dụng nó để khiến mọi người hoang mang, khiến cho nước này hỗn loạn nay lại càng loạn thêm. Chương 1518 Trung thù chung chí hướng Ngay lúc đó tại đường cái của Côn Ô Thành Hai người cơ nghiêu tinh cùng cơ sơ nguyệt sau khi cáo từ cố trường ca thì đều đi về trụ sở một cách trầm trọng. Vừa nhìn liền thấy có tâm sự nặng nề, ca ca, không lẽ ngươi dự định đem thân phận của Giang Thần đưa ra ánh sáng à, cơ sơ nguyệt nhịn không được nữa, hơi bận tâm và hỏi. Cơ nghiêu tinh nghe thế chỉ liếc nàng một cái, lắc đầu, vậy ngươi có biện pháp nào tốt hơn không? Vì một ngoại nhân mà ngươi nhẫn tâm để tiên tổ bị giày vò trong côn sơn sao, lời này khiến cho cơ sơ nguyệt im lặng, không thể phản bác. Chuyện này không còn cách nào khác, trong kế hoạch giải cứu tiên tổ thì ta có thể hy sinh tất cả, dù là người bạn này. Lời nói của cơ Ngưu tinh rất lạnh, hơn nữa ngươi nghĩ cố trường ca chỉ ngẫu nhiên nhớ tới việc này hay sao? hai ngươi nghĩ là hắn đã biết gì đó, lời này khiên sau lưng cơ sơ nguyệt phát lạnh, suy nghĩ lại một cách kỹ càng, cơ nghiêu tinh thở dài, suy nghĩ cho gia tộc đi, việc bây giờ mà muội muội ngươi nên làm là nên giống cơ thanh huyên. Ca ca, ngươi cũng muốn ta đi lấy lòng cố trường ca. Cơ sơ nguyệt bỗng mở to hai mắt, khó mà tin được, giờ khắc này nàng cảm giác cơ nghiêu tinh vô cùng lạ lẫm, đây không phải ý của ta. Mà là của phụ thân, so với cơ thanh huyên thì ngươi cũng không kém gì cả. nếu so về thân phận trong cơ gia thì nàng lại không bằng ngươi. điều kiện của ngươi tốt hơn nàng rất nhiều. đối với hai ta thì hôn ước không phải là thứ bản thân có thể quyết định được. chúng ta không có quyền lựa chọn. cơ nghiêu tinh thở dài, nhìn xem khuôn mặt trắng bệch của cơ sơ nguyệt lúc này thì bỗng hắn cảm thấy không đành lòng. cho nên ngươi dự định cho ta đi làm thị thiếp của cố trường ca. sắc mặt cơ sơ nguyệt trắng bệch nghiến răng nói: "Nếu thế thì tốt, nhưng xem ra Cố Trường Ca chướng mắt ngươi rồi." Cơ Nghiêu tinh thở dài, "Ngươi phải biết rằng dù không có Cố Trường Ca thì phu quân tương lai của ngươi cũng sẽ là những thanh niên tuấn kiệt của các thế lực còn lại mà thôi, ta biết ngươi có hảo cảm với tên gian thần đó, nhưng hắn chỉ là một tiểu tử nghèo không quyền không thế, hắn lại còn đắc tội Cố Trường Ca nữa chứ." Đây là lần đầu nàng nghe những lời tàn khốc như thế từ chính miệng của ca ca mình này khiến thân thể nàng rung lên khuôn mặt trắng bệch không tiếp thu nổi nhưng nàng cũng biết đây chính là thực tế tại một sân nhỏ vô cùng yên tĩnh tọa lạc tại tây bắc của côn ô thành an hy giang thần ngư điền tiểu chiến thiên đang gặp nhau chuyện trò vui vẻ vô cùng tiêu sái tự nhiên trên bàn bày ra vô số sơn hào mỹ vị bên cạnh còn có thị nữ mỹ mạo phục dịch cuộc sống thế này mới đúng là cuộc sống của người tu hành nên có. Giang thần nhìn những món ngon được bày trên bàn thì không nhịn được mà cảm thán, nhớ đến những ngày tháng túng khổ của mình. Đám thịt hung thú trước mắt dù chỉ một chút cũng đã hơn vạn linh thạch rồi. Ngày bình thường dù nhìn hắn cũng không dám, ngay cả thị nữ hầu hạ bên cạnh cũng xinh đẹp động lòng người, xinh xắn đang yêu. Cuộc sống như thế khiến hắn hâm mộ vô cùng. Cũng chỉ có những tiên tộc cổ lão, truyền nhân của vô thượng đại giáo như An Hy, tiểu chiến tiên mới có thể hưởng thụ những thứ này một cách dễ dàng. Tu sĩ tầm thường tốn cả một đời để truy tìm tài nguyên, công pháp, còn bọn họ thì vừa ra đời đã có sẵn. Nếu Giang Huynh muốn thì với thân phận thần nguyên sư của mình, ngươi cũng có thể đạt được những thứ này một cách dễ dàng mà, tiểu chiến thiên cười nhạt, trên khuôn mặt anh Tuấn là một nụ cười nhàn nhã, trong mắt đôi khi còn có phù văn thập tự kim sắc hiện lên từ khí tức ta có thể thấy hắn đã khôi phục rồi, không giống như bị thương nghiêm trọng đến bản nguyên như ngoại giới đã đồn đại. Giang thần cười khổ, chiến thần huynh coi trọng ta quá rồi, trình độ của ta như nào ta rõ nhất, sau đó hắn uống vài chén rượu. Sắc mặt đỏ lên, thấy thịnh yến như thế thì không tự chủ mà nhớ đến tiêu nhược âm, tâm tình trở nên vô cùng đau khổ. Trên đời này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, sao tiểu thần tử ngươi luôn ghi nhớ nàng thế, sau khi trải qua thần thạch đại hội thì ngư điền cũng hỏi thăm về tiêu nhược âm qua miệng gian thần qua những lời bóng gió thì hắn cũng hiểu rõ một chút nên giờ hắn mới muốn khuyên nhủ người bạn này cực kỳ quan tâm ngươi không hiểu đâu ngư điền cho đến bây giờ ta mới có thể hiểu rõ vì sao nàng lại rời đi một cách quyết tuyệt như thế dù sao nếu đi theo cố trường ca thì cuộc sống của nàng sẽ xa hoa hơn ngày xưa gấp trăm ngàn lần sao nàng lại có thể từ bỏ được đôi mắt gian thần đỏ lên nắm chặt tay âm thanh khàn khàn hắn không cam lòng khi hồi tưởng lại tư thế đi đứng không vững của tiêu nhược âm lúc đó cùng việc nàng che che lấp lấp điều đó có ý nghĩa gì lúc đó hắn còn cho rằng nàng bị trật chân nữa thật nực cười tiêu nhược âm chắc không phải là loại người như thế đâu ta nghĩ nàng hẳn có nỗi khổ tâm nào đấy chắc cũng là thân bất do kỹ thôi ngưu điền khi thấy bộ dạng đau lòng của gian thần thì nhịn không được thở dài ngay cả an hy im lặng nãy giờ cũng có biểu cảm khác thường hơi hiểu rõ đầu đuôi rồi thì ra gian thần bị cố trường ca hoành đao đoạt ái nữ tử yêu dấu của hắn bị cố trường ca cướp đi như thế thì đây có vẻ là một cơ hội tốt để nàng lôi kéo gian thần nhưng ngay lúc an hy muốn mở miệng để an ủi gian thần thì ngoài viện bỗng có khí tức túc sát bảo phủ sát khí lạnh cả xương người ập đến không tốt có thích khách Tiểu chiến thiên phát hiện có gì đó không đúng, sắc mặt đại biến, đứng lên. Chương 1519. Thích khách. Sát khí lạnh như băng ập đến, như mùa đông khắc nghiệt đang buông xuống, mang theo sự băng lãnh thấu xương, khiến thần hồn đều run rẩy. Đám người trong sân không cần nhắc nhở của tiểu chiến tiên đều biết rằng đang có ám sát, liên tục lấy binh khí của mình ra. Bá bá bá. Sân nhỏ trước giờ vốn an u tĩnh mịch thì bỗng có nhiều bóng đen lao ra từ tứ phía, tất cả đều cầm binh khí trong tay, quan sát bốn phương. Đây là nhân thủ của chiến tiên phủ cùng ẩn thế bộ lạc, mặc dù vàng thau lẫn lộn, nhưng người có tu vi mạnh nhất cũng đã đạt tới đại thánh cảnh. Đa số thì chỉ đạt tới tu vi thánh nhân cảnh, thần vương cảnh. Oanh! Một đạo ô quan bỗng bay từ ngoài sân vào, như là sương mù vậy, chớp mắt đã bao phủ tất cả, khiến cho thiên địa như bị nhuộm thành một màu u ám. Vài thân ảnh áo xám, thần sắc lạnh lùng không tí cảm xúc, bước ra từ hư không. Trường kiếm trong tay bọn hắn đen tuyền, không biết được đúc từ vật liệu gì. Phong mang bức người, sát ý ngút trời, thậm chí có thể thấy được quan huy huyết sắc tỏa ra. Đầu bọn hắn đội một miếng vải đen chỉ lộ ra hai mắt, từ đầu đến chân tỏa ra khí tức kinh khủng khiến mọi người sợ hãi tu vi của bọn hắn càng kinh khủng hơn. Có vài vị là đại thánh cảnh, trong đó còn có cả một tồn tại chuẩn trí tôn cảnh. Bảo hộ thiếu chủ, bảo hộ tiểu thư, thấy một màn như thế thì sắc mặt của cường giả chiến tiên phủ cùng bộ lạc thay đổi, sau khi hiện thân thì tỏa ra sát khí bức người. Nhìn ra ngoài viện rồi quát. Bọn hắn không hiểu vì sao lúc này sẽ có người ra tay ám sát bọn hắn. Dù sao bây giờ đang là giữa ban ngày, lại còn ở trong côn ô thành nơi hội tụ rất nhiều chí cường giả của rất nhiều thế lực đạo thống một khi có dị động truyền ra thì sẽ kinh động các cường giả còn lại đám thích khách này thật sự gan to bằng trời dám hành hung trước mặt mọi người giữa thanh thiên bạch nhật như thế hoàn toàn không quan tâm đến việc sẽ bại lộ hay không đám thích khách này được cử đến để giết ai trong chúng ta ai là người bị chúng để mắt tới sắc mặt an hy trầm xuống nắm chặt hai tay Nhịn không được mà hỏi, đáng ra là một buổi yến hội êm đẹp, đột nhiên lại bị những thích khách này xâm nhập, việc này khiến tâm tình nàng vô cùng khó chịu. Hơn nữa nàng còn muốn biết là ai đã đắc tội người khác, đến mức kéo sát thủ đến đây để ám sát bọn hắn. Trong khoảng thời gian này rất ít thế lực có thể phái ra nhiều thích khách có thực lực cường đại như thế. Cho dù là tổ chức sát thủ phù đồ, địa ngục cũng không thể. Thần sắc của Ngưu Điền cùng Giang Thần nghiêm túc nếu đối phương đến để giết bọn hắn thì cũng quá để mắt bọn hắn rồi. Bọn hắn không phải là đối thủ của bất kỳ người nào trong đám thích khách này. Mục tiêu của bọn hắn là ta, bọn hắn đến đây để giết ta, sắc mặt tiểu chiến tiên nghiêm túc, cảm giác những sát khí này đều đang phong tỏa hết hành động của hắn. Việc này khiến hắn bất an vô cùng, không nghĩ ra được bản thân mình đã đắc tội với ai, vậy mà có thể điều động vô số cường giả đến chỉ để ám sát hắn. Giết ngươi ngươi có đắc tội người nào sao? An Hy hỏi với vẻ mặt nghi ngờ. Tiểu chiến tiên lắc đầu, trầm giọng, ta cũng không rõ ta đã đắc tội với ai, hơn nữa ngay cả người hộ đạo của ta cũng đã bị người khác kéo lại rồi, ta không liên lạc được hắn, trong lòng hắn cũng dần dần đoán được, nhưng hắn không ngờ đối phương lại không kiên nể gì như thế. Dết, lập tức những tên thích khách đều lần lượt ra tay, phóng về phía đám người tiểu chiến tiên, vây bọn hắn lại, đồng loạt ra tay, Đủ loại thần thông bảo thuật bay đến. Từng kiện pháp khí hiện lên, có thần đăng, cổ đỉnh, hỏa lô. Tất cả che đậy bát phương, uy năng ngập trời. Chỉ một chớp mắt thôi mà các cường giả của chiến tiên phủ cùng bộ lạc đều ho ra máu, nổ tung, không phải là đối thủ. Từ thực lực cho đến tu vi thì đám người khó có thể chống lại đám thích khách này, cho dù dùng tất cả khả năng thì vẫn vẫn lạc nhanh chóng. Bảo hộ tiểu thư một vị cường giả của ẩn thế bộ lạc gầm thét muốn truyền thông tin ra ngoài để mọi người biết được nhưng một vị thích khách đã tập trung vào hắn tên này như một tia chớp đen trường kiếm đen tuyển trong tay hắn xẹt qua xuyên thẳng qua mi tâm của vị cường giả kia mất mạng tại chỗ đám người an hy gian thần ngư điền thấy một màn như thế thì biến sắc vội vàng tế ra đủ loại thủ đoạn để bảo mệnh sau đó đại chiến bộc phát rất nhiều người vẫn lạc, đầu người rớt xuống, huyết tinh gây mũi. Nơi này có khói đen che phủ, nên khí tức không thể bị tiết lộ, trừ phi chuẩn đế ra tay nếu không rất khó bài trừ bình chướng này. Việc này khiến cho đám người chiến tiên phủ cùng bộ lạc càng tuyệt vọng hơn. Dù sao lão tổ phía sau bọn hắn không có ở đây. Sau khi thần thạch đại hội kết thúc thì họ cũng đã trở về tông môn. Thúc tổ An Vương Sơn của An Hy cũng đã quay trở về gia tộc, không dừng chân tại côn ô thành nữa vì hắn lo lắng nếu cơ gia tấn công côn sơn thì côn ô thành sẽ đón nhận tai họa đến lúc đó sẽ tránh không kịp chẳng lẽ tất cả đều phải chết tại đây sao tiểu chiến tiên không cam tâm gầm lên một cách giận dữ vết trạng thập tự kim sắc trong mắt bột phát ra thần uy kinh khủng cả người hắn bắn ra quan mang thanh sắc nồng nặc hắn thi triển bí thuật tự kinh lôi gào thét trung động cả thiên địa hắn đánh về phía trước như một thần lô bất diệt vĩnh hằng khí huyết ngút trời. Nắm đấm của hắn nặng như từng ngọn núi to lớn, rơi xuống ầm ầm, không thể địch nổi, khiến tất cả thích khách đều lâm vào phiển toái. Thậm chí có người không chịu được mà hỏng mất, khó mà tiếp cận. Chiến tiên quyết quả nhiên phi phàm, đáng tiếc hôm nay ngươi vẫn phải chết, thấy một màn như thế thì vị thích khách chuẩn trí tôn cảnh lên tiếng, bước lên đánh tới. Chỉ một kiếm hắn chém đến thôi mà hư không nứt ra, Vô số cường giả của chiến tiên phủ cùng ẩn thế bộ lạc đều nổ tung, hóa thành bột mịn, một kiếm cũng không thể ngăn cản. Đây là uy lực của chuẩn chí tôn, trừ khi cùng cảnh giới nếu không thì không thể ngăn cản. Đến cùng là ai phái ngươi đến giết ta? Tiểu chiến tiên gào thét phẫn nộ. Thích khách áo xám nói một cách từ từ, đắc tội ai không lẽ ngươi không rõ sao, ta đắc tội với người nào, hai mắt tiểu chiến tiên tràn đầy tơ máu, hắn tìm tòi lại trong ký ức hình ảnh cuối cùng là nụ cười đạm nhiên cùng đôi mắt khinh miệt trên mặt cố trường ca tại thần thạch đại hội. Giờ khắc này hắn đã có thể kết luận được, người đến ám sát hắn chắc chắn có liên quan mật thiết đến cố trường ca. Chương 1520 Kết quả ngoài dự kiến Xuống hoàng tuyền lộ rồi suy nghĩ sau đi, thích khách áo xám nói một cách lạnh lùng, lại ra tay lần nữa, vì thế kinh khủng nghiền ép xuống, khiến những người còn lại nổ tung, bột miệng bay đầy trời. Nếu tiểu chiến tiên phát huy ra được thực lực đỉnh phong thì có thể vô địch tại đại thánh cảnh. Nhưng đó cũng không phải là đối thủ của một vị chuẩn chí tôn. Chỉ sau một kiếm mà nắm đấm của hắn nổ tung, trên thân có đầy vết chém, máu me đầm đìa. Hắn gầm thét một tiếng, vết nứt trong thập tự kim sắc trên mắt bỗng chảy máu, một tiếng răng rắc vang lên, như có gông cùng gì ấy đã gãy mất. Giờ khắc này cả người tiểu chiến tiên như đang được thiêu đốt, không cảm thấy đau đớn, hóa thành một vị chiến tiên tuyệt thế, có thể chiến thiên đấu địa, pháp thân vô song, tựa như roi đã tiên trong thần thoại cổ xưa. Chiến đấu cùng thích khách chuẩn trí tôn không ngừng, không để ý sinh tử. Mấy người an hy, Giang thần thấy thế cũng đứng hiệp trợ, từng đạo thần phù cổ tháp, muốn tương trợ tiểu chiến tiên. Nếu tiểu chiến tiên chết ở chỗ này thì bọn hắn cũng khó có thể sống sót được. Ông! Hư không rung rung, trong linh đài An Hy có một cự đỉnh kim sắc vọt ra, quy tắc đạo lý đang xen tràn ngập quan huy tiên đạo, thiên địa đều bị ép đến mức trung rẩy rơi thẳng xuống về phía thích khách. Nhất thời ba động nơi này trở nên vô cùng kinh khủng. Khiến cho tên thích khách chuẩn trí tôn cảnh này đều giật mình. Không tốt, lầu các cung điện nơi này đều bị đánh chìm, trở nên hoang tàn, thanh thế thực sự quá kinh khủng. Mi tâm gian thần phát sáng, Mơ hồ như có một hư ảnh tiên thuyền màu thanh đồng hiện lên, tán đi khói đen bao phủ nơi này, thanh thế cực lớn đó kinh động cả côn ô thành, từng đạo thần niệm cường hoành quét qua. Người nào dám quấy phá ở đây, một kẻ thành đạo lên tiếng, cự trưởng bay về hướng này. Không tốt. Khuôn mặt của thích khách áo xám biến đổi. Nhưng hắn vẫn rất quả quyết, lựa chọn tự bạo không chút do dự. Chỉ một sát na thôi, ba động từ vụ nổ bùng lên kịch liệt, tựa như hành tinh nổ tung, đem đám người tiểu chiến tiên gian thần hất bay ra ngoài, máu me cả người, thương thế thảm trọng, ngã xuống đất. A, à, vậy mà lại thất bại, Cố Trường Ca đang ung dung uống trà trong cung điện khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt hơi có chút kinh ngạc. Thỉnh công tử trách phạt, ta đánh giá thấp thủ đoạn của tiểu chiến tiên rồi, mặc dù đã kiềm chân kẻ thành đạo của bên hắn. Nhưng cuối cùng hắn lại bộc phát ra một môn thần thông thuật pháp cực kỳ quỷ dị đánh chết vị chuẩn trí tôn kia. Vì thế cuộc ám sát này mới thất bại, nếu phái thêm nhân thủ thì hẳn sẽ thành công, hơn nữa trận văn lúc ấy còn bị người khác hóa giải. Thế nên mới kinh động kẻ thành đạo khác trong côn ô thành, Doãn mi đứng trước mặt hắn, trên khuôn mặt trắng thuần như ngọc mang theo vài phần lo sợ, đang thỉnh tội, sau khi nói còn muốn quỳ xuống, nghe thế thì cố trường ca hơi do dự, khoát tay áo kêu nàng đứng lên. Thất bại thì thôi, chuyện này không thể trách ngươi được ta cũng không ngờ tiểu chiến thiên lại còn thủ đoạn như thế này trong mắt ta đây cũng đã là việc mười phần chắc chính rồi hắn cũng không trách cứ doãn mi tiểu chiến thiên rất thân cận với gian thần ngư điền trên thân cũng có dính khí tức của khí vận chi tử ở cửa ải này may mắn nên bạo huyết một lần cũng có thể giải thích được nhưng sau khi cuộc ám sát này thất bại thì hắn lại phải nghĩ biện pháp dọn dẹp dù sao việc này ảnh hưởng không nhỏ Tám người tiểu chiến thiên mặc dù có thể sẽ nghi ngờ, nhưng cố trường ca cũng không lo lắm, bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ nào. Có điều nếu sau này hắn muốn âm thầm xử lý tiểu chiến tiên thì sẽ khá phiền toái. Công tử, nếu không ta sẽ an bài thêm nhân thủ, ta không tin không giết được tiểu chiến tiên. Doãn mi gật đầu một cái, việc không thể hoàn thành giao phó giết tiểu chiến tiên của cố trường ca khiến nàng không thể cam lòng mặc dù cố trường ca không trách nàng nhưng việc này cũng có thể nói là do nàng hành sự bất lực tạm thời không cần sau chuyện này tiểu chiến tiên sẽ thông minh hơn rồi cố trường ca lên tiếng vâng công tử doãn mi khoanh tay nói chẳng lẽ ta phải tự mình ra trận sau cố trường ca hơi trầm ngâm hắn không cân nhắc việc cho một chuẩn đế như a đại ra tay dù sao tiểu chiến tiên vừa bị người thừa kế ma công tập kích sau đó lại bị ám sát giờ đây rất nhiều truyền nhân của các đạo thống thế lực đều khẩn trương chỉ sợ có gì đó ngoài ý muốn cố trường ca không chắc rằng a đại có để lại dấu vết gì hay không nếu hắn tự mình động thủ thì dễ hơn nhiều nhưng như thế thì lại quá nguy hiểm người trong côn ô thành chú ý hắn cũng không ít cố trường ca vẫn chưa muốn làm công địch của tất cả mọi người thế nên chỉ có thể đợi một thời cơ thích hợp danh tiếng bây giờ của ta quá thịnh rất nhiều chuyện khá khó làm Cố Trường Ca gật đầu, đặt chén trà xuống. Nếu để người khác biết được rằng hắn muốn giết Tiểu Chiến Tiên thì sẽ khiến thế cục của thượng giới thay đổi nhiều, rất nhiều thế lực đạo thống không cho phép hắn làm như thế. Bởi vì nếu Cố Trường Ca có thể giết Tiểu Chiến Tiên một cách vô duyên vô cớ thì cũng có thể giết truyền nhân của bọn hắn, lúc đó tất cả đều có một cái cớ để động thủ, thậm chí là nhắm vào Trường Sinh Cố gia sau lưng hắn dù sao bây giờ cố trường ca cũng chưa đủ thực lực để quét ngang toàn bộ thượng giới lần này xem như hắn mạng lớn chỉ là không biết trong côn sơn ta có thể tự tay giải quyết hắn hay không thôi cố trường ca cười nhạt không để việc này trong lòng một tiểu chiến tiên không lật được sóng gió gì quá ghê gớm đâu cho dù hắn đem thân phận của tô thanh ca nói cho cho chiến tiên phủ sau lưng hắn thì cũng không có tác dụng gì không có bằng chứng thì sao có thể xác định được trừ phi tiểu chiến tiên có thể bắt được Tô Thanh Ca. Một tên tiểu chiến tiên sao có thể ảnh hưởng được đến công tử chứ, chỉ cần ra khỏi côn ô thành, ngài muốn giết tiểu chiến tiên chỉ đơn giản như nghiền nát một con kiến thôi, Doãn Mi gật đầu một cái, dâng trà lên cho Cố Trường Ca. Cố Trường Ca cười cười, ôm nàng vào lòng, nụ cười bí hiểm. Ngươi nhắc nhở ta rồi, sau việc này cũng vừa lúc cho ta một cái cớ, Doãn Mi truyền lệnh xuống, nói rằng ta sẽ mở tiệc chiêu đãi toàn bộ thiên kiêu trong côn ô thành, tập trung tại trích tinh lâu để bàn bạc việc nghĩ cách cứu viện cơ thánh sơ. Không đúng, là nghĩ cách cứu viện nhân tổ, ta muốn nhìn thử xem ai không dám nể mặt ta. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh Nhà Đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.